Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi video của Hiền. Và ngày hôm nay thì Hiền xin chia sẻ bước đầu tiên trong các bước mà chúng ta luyện tập để tự tin nói trước đám đông. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về giá trị của giọng nói. Thứ nhất là giọng nói sẽ tạo sự thu hút. Thứ hai là tạo sự ấn tượng. Thứ ba là nâng cao hiệu quả giao tiếp. Thứ tư là xây dựng thương hiệu cá nhân. Thứ năm là gia tăng thu nhập. Vậy chúng ta có 6 lỗi cơ bản về giọng nói sau. Thứ nhất là giọng vùng miền. Thứ hai là hụt hơi, hơi yếu. Thứ ba là ngọng. Thứ tư là dính chữ. Thứ năm là giọng đều. Thứ sáu là giọng thé. Lỗi thường gặp khi nói trước đám đông, người ta còn gọi đó chính là đóng băng về ngôn ngữ. Thứ nhất là nói ậm ờ. Thứ hai, nói lí nhí. Thứ ba, nói lan man. Chúng ta sẽ có các cái cách khắc phục. Thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng phương pháp luyện hơi. Thứ hai là phương pháp luyện phát âm. Thứ ba là xác định chất giọng và loại giọng. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau luyện giọng qua luyện hơi và luyện phát âm. Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, bốn ông sáng sao, năm ông sao sáng, sáu ông sáng sao, bảy ông sao sáng, tám ông sáng sao, chín ông sao sáng, mười ông sáng sao, mười một ông sao sáng, mười hai ông sáng sao, mười ba ông sao sáng, mười bốn ông sáng sao. Con cò có cái cổ cong cong, có cái cẳng cao cao, cổ cong cẳng cao, con cò cò cắn cò cái cắn cái, con cò cái cắn cổ cắn cẳng, con cò con cào cào cấu cấu, con cò cái cú cú, con cò con cười cười. Hôm qua hoa nói hoa qua mà hoa không qua, hôm nay hoa nói hoa không qua mà hoa qua. Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch. Ông nấu ốc nồi đồng, tôi nấu ếch nồi đất.